Xong chưa? Đấy nha, đầu tiên anh sẽ hướng dẫn cách để làm lại cái cụm rút giấy này. Trong cái quá trình mà mình cứ chạy giấy mà cứ khay mà nó báo, ví dụ như là báo chữ A ở trên cái máy photo đấy, thì tức là cái vị trí một là giấy nó kéo lên rất là nhiều tờ, đúng không? Hai nữa là trong cái trường hợp giấy nó cứ lên đến vị trí A là nó kẹt giấy, tức là nó chưa đâm vào đây, nó cứ giả thôi, nó cứ kéo giả mà báo lỗi kẹt giấy giả. Thế thì bây giờ đầu tiên mình sẽ phải bóc cái phần này ra để mình vệ sinh. Nó có rất là nhiều nguyên nhân, có thể là do con ăn này bị mòn, mình nhìn kỹ con ăn có bị mòn hay không. Ba con ăn ở góc này, nó có ba con ăn. Thế thì bây giờ mình, nếu ba con ăn này bị mòn thì việc đầu tiên ấy, để khắc phục sự cố này thì mình sẽ lấy cái cồn ấy, mình lau sạch những cái chỗ này đi. Ok chưa? Lau sạch tất cả những cái con ăn này đi, tháo ra lau sạch nó đi. Cái thứ hai, nếu sau đó lắp vào mà vẫn không được thì bắt đầu mình sẽ phải tháo tung ra vệ sinh. Trong cái trường hợp này mình sẽ tháo hết ra, mình vệ sinh lại toàn bộ cái này nhá. Đầu tiên là mình sẽ phải, cái con này ở đây mình sẽ phải bóc cái này ra trước, bóc ba cái con ăn này ra trước. Đầu tiên mình sẽ có một cái chỗ này để mình lấy cái con cá này ra này, lấy con cá ra nhá. Xong nhấc cái thằng này ra, nhấc ra. Đấy. Thì nó sẽ ra được cái con cá này, lấy con ăn này ra này, một con này, hai con này, và bên này cũng có một con cá này. Đó, là lấy được đủ ba con ăn của nó ra. Xong bây giờ bắt đầu mình tiến hành tháo, mình sẽ tháo rời cái phần này ra, tháo rời cái phần nhựa và phần sắt này ra, được chưa? Để cho làm sạch sẽ, đầu tiên mình sẽ phải tháo hai con ốc ở đây trước. Hai con ốc không này, hai con ốc này, cứ quay xa ra cho nó rõ đi, nó cũng không cần để gì quá, được chưa? Rồi, ok, tháo hai con ốc này ra này. Bây giờ bắt đầu làm thế nào để tách cái phần này ra, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục ở đây có hai con ốc, thì bên này cũng tương tự sẽ có hai con ốc, hai con ốc ở phía đối diện bên này. Đấy, thế thì nhiều lúc mình đến nhà khách hàng ấy mà mình thấy nó bị như thế thì tốt nhất mình cứ vệ sinh đi, tháo ra vệ sinh như thế này đi, nó chỉ mất tầm khoảng 10 đến 15 phút thôi, nhưng mà mình xử lý được ngay công việc của mình. Đấy, nhấc cái thằng này ra này. Bây giờ muốn nhấc được thằng này ra, bây giờ mới tháo được hai con ốc ở góc này, và hai con ốc góc này là bốn con ốc, đúng không? Thế còn cái phần bên này, để tháo được cái phần này ra thì mình sẽ liên quan đến cái phần bánh răng này. Bây giờ mình sẽ tháo cái con cá ở chỗ này ra này, nhìn rõ chưa? Đấy, tháo con cá này ra, rút cái con bánh răng này ra. Rồi tiếp tục này, đây nó sẽ có một con cá ở góc này để giữ con này nữa này, đúng không? Cái nào cần gần thì em cứ quay gần lại, cái nào sai thì đấy, để nhìn rõ, rõ không? Nhìn thấy rõ chưa? Rồi. Đấy, xong rút nó ra này, xong chưa? Đã ra được cái phần này. Bây giờ cái việc của mình sẽ là gì? Việc của mình sẽ phải vệ sinh hết cái góc này đi, làm thử luôn này, vệ sinh hết đi, vệ sinh sạch cái chỗ này đi. Xong sau đó thì đẩy hai con ăn này ra, không để rơi nhá, không để rơi mất hai, không để rơi hai cái bạc này, hai cái bạc bằng sắt này này. Đấy, mình cũng sẽ phải vệ sinh sạch hai cái bạc đấy. Bây giờ mình sẽ vệ sinh luôn này. Đấy, bật cái máy hút lên cho em cái. Bật cái máy hút lên, cắm kéo bật cái máy hút lên. Đấy, mình sẽ vệ sinh sạch. Nếu mà trong quá trình mình làm ấy mà không có máy hút thì mình có thể là dùng chổi không thôi, không mình rẻ mình đau cũng được. Đấy, không nhất thiết là phải máy hút một như thế này, đâu là mình có thì mình sẽ xử lý luôn. Cái bên này thế, cái này rất là bẩn này, lắp cái con sen sơ đây này, những cái con này gọi là con cảm biến này, con này con sen sơ cảm biến này, để làm gì? Để nó cảm biến cái phần, mà ví dụ như trong cái trường hợp nhá, trong cái trường hợp mà mình cho giấy vào rồi đấy, cho giấy vào rồi mà nó không nhận thì do nó cuột cái con này ra. Đấy, do cuột cái con này ra thì tất cả những cái con nào mà không nhận giấy thì chỉ có vị trí này thôi. Đợi tí em vệ sinh xong em chỉ. Cái con ở chỗ ăn thẳng luôn. Đấy, thì là con đấy là tuột cái đấy ra thì nó sẽ cho giấy vào rồi nhưng mà vẫn không nhận giấy. Mà cái con này nó không rơi xuống như thế này, hiểu đơn giản như thế này này, khi như thế này thì cái phần này nó mở ra,
nó mở ra, còn khi giấy nó lên ấy thì cái phần này nó đóng lại, khi giấy nó lên thì cái thằng này nó đẩy lên thì cái thằng này nó đóng lại, nó đóng lại thì nó che hai con mắt ở cái con cảm biến này, nó che hai con mắt của con cảm biến này thì nó sẽ báo là nhận giấy rồi. Còn nếu nó không che được ấy, hoặc là nó tuột cái này ra ngoài thì lúc nào cũng có, kể cả có đầy giấy thì nó vẫn cứ báo là không có giấy, xong chưa? Đấy là về cái phần phía bên này, mình sẽ vệ sinh sạch sẽ đi. Các cái mắt để nó nhận giấy hoặc các cái mắt để nó báo là giấy đi như thế nào thì mình cũng phải vệ sinh sạch, xong chưa? Xong cái phần bên này, phần bên này mình chỉ cần vệ sinh thế này thôi. Phần bên này là phần quan trọng nhất. Đây này, mình sẽ nhìn thấy rất là bẩn này, đúng không? Rất là bẩn thì bây giờ mình sẽ phải vệ sinh thật sạch cái góc này đi. Đấy, cái việc của mình chỉ là tháo ra vệ sinh sạch sẽ. Nào, cắm cái máy hút vào. Bật máy hút cho em đấy. Sắt này đi, mấy cái thằng sắt này đi. Và mình sẽ lau chùi vào bên trong bởi vì nó sẽ không hút được vào bên trong ấy. Mình sẽ lau sạch sẽ bên trong đi. Đấy. Cái lỗi nó hay nằm ở cái vị trí các cái con này này, các cái con bạc cái này. Đấy, nó sẽ hay nằm ở các con bạc ấy. Mình phải vệ sinh càng sạch con bạc càng tốt. Cái phần này nhá, như thế này là mình cũng là ổn rồi. Xong phần này này, bây giờ cái phần bạc này, phần bạc này nó có mực ở phòng phần phía bên trong này, này làm cho cái cơ của mình nó quay nó sẽ lặng lên. Bây giờ mình sẽ phải vệ sinh bằng cái cách mà mình sẽ dùng cái, một là dùng xăng, hai là dùng cái dầu V7 này này, một là dùng xăng, hai dùng dầu V7, mình sẽ xịt nó vào bên trong. Xong sau đó thì mình sẽ lấy cái rẻ, mình sẽ lấy cái tô vít, quan trọng phía bên trong chứ không phía bên ngoài nhá. Phía bên trong là mình sẽ lau thật sạch đi. Rồi xong cái phần này, tiếp tục cái này, mình cũng lau thật sạch cái phần này đi. Ok nha. Xong bắt đầu mình tiến hành mình lắp vào thôi. Bây giờ là cái quá trình mình sẽ lắp vào. Quá trình mình lắp vào thì mình sẽ test thằng này trước này. Mình sẽ cho hai cái thằng này nó vào đây trước này, hai cái thằng này vào vị trí trong này trước, nó có cái hình bán nguyệt để mình đặt vào là nó vào đúng chỗ luôn, thấy chưa? Bên này như thế này, đặt vào phát này, xong này. Bây giờ bắt đầu mình sẽ nhét hai thằng này vào đây. Nói chung là mình cái này mình làm càng sạch sẽ càng tốt. Cái này gần như là không bao giờ bị hỏng được, chỉ có cần vệ sinh trừ mấy để con ăn nó mòn quá thì mình thay thôi, chứ còn không mấy khi mà nó hỏng được cái này bởi vì nó chả có cái gì cả, bởi vì cái phần motor ấy, cái phần motor nó nằm hết ở trong phần thân máy, cái phần này nó chỉ là phần cơ kéo thôi.
Nên như cái này nó có cái đường phải đẩy cho chuẩn lên nhé, để nó vào được phần nào con lốc đây. Cũng có thể là đây, bây giờ mình sẽ xử cái nhỏ trước đi, xong rồi mình sẽ cho từng cái một nhé cho nó dễ. Để qua trước đây là mình nhìn cái này, nhìn thằng này chưa, thì cái con này nó sẽ nằm ở cạnh cái con ốc này đúng không, thì cái con này nó sẽ là con mà đấy, thì mình sẽ nhìn để ý. Bây giờ hai cái con này, bây giờ con này đẩy này mình cứ cho qua trước đi, xong rồi mình nhé. Thì kia rồi luôn nhá, khóa luôn một cái này, khóa luôn cái cá này vào để cho nó không tuột ra nữa. Thằng này thì cũng khóa luôn đấy, vẫn răng. Thực ra mình cái quy trình của mình có thể vít ốc trước cũng được, vít ốc sau cũng được, nó đã vào rồi thì mình trước sau cũng được, hiểu không? Mấy con ốc nhỉ? Bốn con ốc đúng không? Bốn con ốc, bốn đầu à, hai đầu. Rồi ok, xong cái phần này rồi nhá đúng không? Bây giờ nó vào cơ này, kéo thử cái phần này ra này, kéo thử cái chỗ này này đấy, xem cái thằng này nó có hạ không này, thấy chưa? Đấy, kéo thử này, nó hạ này, được chưa? Bây giờ cái phần con ăn này thì bây giờ mình sẽ lấy cái con ăn này, bây giờ mình kiểm tra cái độ sần của nó xem nó còn sần hay không. Nó còn sần thì nó ok, mà nó không sần thì mình phải thay những cái này đi, thấy chưa? Đấy, thì bây giờ